Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ái Việt. Thầy là người Việt Nam đầu tiên được Viện Hàn Lâm Khoa học Hungary trao phần thưởng. Thầy có gần 10 năm làm việc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Mỹ. Thầy được mệnh danh là người mở đường cho nền công nghệ thông tin Việt Nam trong thương vụ mua bản quyền Microsoft Office với Bill Gates. Thầy từng là nguyên viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin của Đại học Quốc gia Hà Nội. Và hiện tại, thầy là trưởng khoa công nghệ thông tin trường Đại học Đại Nam. Tại vì lần trước tôi hiểu sai ý là ấy, tôi đọc lại tôi mới hiểu được là em muốn hiểu là tại người ta sao cộng cộng y và y cộng cộng thì chỉ có nói là cộng cộng trước hoặc cộng cộng sau, tức là mình nâng giá trị lên một trước hay là nâng giá trị lên sau, thế thôi. Nhưng mà có những trường hợp khác thì các em có thể là Google một chút, các em có thể đọc được là đâu đó, hoặc là nếu mà cần thì lần sau tôi sẽ giảng lại. Nhưng mà tôi nghĩ cái này không quan trọng lắm, nhưng mà trong vòng lặp thì em có thể để trước để sau tùy. Bây giờ dùng con trỏ thì giờ vẫn cái bài đấy thôi, nhưng mình bắt đầu dùng con trỏ thì câu chuyện lại dễ hơn, đúng không? Thì dùng con trỏ thì là lúc bấy giờ là mình dùng là Amax, đúng không? Cũng là dùng chỉ cần một cái thôi, in y, thế rồi có một con trỏ, xong mình có thể đề là p bằng a và như thế này, đúng không? Thì mình thay vì là làm cái này ấy, thì mình có thể viết cái chương trình ở bên cạnh, đúng không? In Amax, in y, in p, in q, tức là hai con trỏ p và q, xong p bằng a, thế và mình có thể vòng lặp được. Thì là coi như là nó tương tự với lại cái việc mà copy các file trước, thì dùng con trỏ sẽ truyền dữ liệu sẽ rất là đơn giản và tốt hơn. Và bây giờ chúng ta quy tắc của chúng ta là bởi vì P là con trỏ, cho nên chúng ta có thể thay địa chỉ tùy ý. Thì sau khi lấy các cái ví dụ đó thì chúng ta sẽ rút ra bài học là con trỏ là một biến dữ liệu, nhưng mà cái dữ liệu đó là địa chỉ. Đấy, chỉ thế thôi. Tức là nói chung là khi học C thì con trỏ các thầy dạy định nghĩa rất dài dòng và nó khó, nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu là nó là biến chuyển địa chỉ thì đơn giản. Thế và sau đó chúng ta phải học được cái cách mà dùng con trỏ như thế nào để cho nó hiệu quả. Tại vì con trỏ như tôi nói lúc nãy là nó rất là nhanh, nó rất là ưu thế, cho nên C nó nhanh hơn các ngôn ngữ khác chính là ở con trỏ, nhưng nó lại có những cái dễ gây sai lầm. Thế cho nên chúng ta viết về con trỏ chúng ta phải tuân thủ những cái quy luật của nó. Thì chúng ta biết là con trỏ là gì, địa chỉ là gì và biến là gì, đúng không? Địa chỉ là chỉ là các giá trị cố định, là tên của cái ô nhớ chứa dữ liệu, thì địa chỉ ấy không có quyền thay đổi. Chúng ta lấy một cái địa chỉ mà chúng ta gán cho một cái địa chỉ khác là không được, đúng không? Còn biến là chứa các dữ liệu có thể thay đổi được. Thí dụ như đang là một số này chúng ta thay rồi thì biến khác địa chỉ. Thế bây giờ giả sử chúng ta có một biến mà chúng ta muốn lấy địa chỉ của nó thế nào thì chúng ta dùng toán tử gì? Toán tử có dấu và, đúng không? Ví dụ như thế thì giả sử có biến A thì chúng ta và A thì có nghĩa là đấy chính là địa chỉ của cái biến A. Ok, thế bây giờ chúng ta, đấy là chúng ta xong được cái chiêu thức thứ nhất của chiêu, ba chiêu vỡ lòng, đúng không? Là biến và địa chỉ. Nhưng mà chúng ta bằng ông vỡ lòng, nhưng mà ông vỡ lòng này rất là giỏi, là bởi vì ông sau khi ông đi hết một vòng đến cả ba chiêu rồi, ông lại quay lại cái đó và ông đã nâng lên con trỏ, đúng không? Thì bây giờ con trỏ là điểm mà nếu mà dùng được con trỏ một cách thành thạo, chứng tỏ là biến và địa chỉ là mình hiểu rất là tốt. Nhưng mà cách giỏi chỉ có đọc nhiều, chả có cách gì khác. Nghe ở đây là để biết ý tưởng để mà học thôi, chứ không phải là không thể thay thế được cái chuyện mà các em đọc code, đúng không? Thế bây giờ chúng ta chuyển sang cái chiêu số 2 là truyền dữ liệu với các hàm. Ví dụ như là cái ví dụ này thì ví dụ thực chiến. Thì các em có thể từ từ nha. Ví dụ như đấy thì tôi lấy một cái chương trình quản lý sinh viên sử dụng cấu trúc, đúng không? Thì bài toán là gì? Viết một cái chương trình quản lý sinh viên. Bài toán thì phát biểu ngắn gọn thế thôi, nhưng mà chúng ta phải phân tích yêu cầu ra. Thì vì vậy chương trình này nó sẽ có cái gì?
thì phân tích cụ thể ra, đúng không? Nói chương trình quản lý sinh viên nghe rất trừu tượng, nhưng mà cái việc của người lập trình là phải phân tích ra chương trình quản lý sinh viên. Đầu tiên phải có cái danh sách sinh viên, ví dụ trong một chương trình quản lý sinh viên của một lớp hoặc một trường, ví dụ bây giờ cho một lớp thôi cái đã, thì phải có danh sách sinh viên, đúng không? Thì trong mỗi phần tử của cái danh sách đó thì tất nhiên là chúng ta dùng mảng rồi, đúng không? Thí dụ lớp có 50 người thì chúng ta sẽ có một cái mảng gồm có 50, nhưng mà cái cấu trúc dữ liệu của mỗi phần tử của mỗi biến là gì? Là một sinh viên. Mà sinh viên thì phải có gì? Có tên, tuổi, giới tính và có điểm của ba môn và điểm trung bình của ba môn, đúng không? Thế để chúng ta biết được là em này học có giỏi không chẳng hạn thế. Đây là lấy một cái bài toán ví dụ thôi, nhưng mà thực tế có thể là 10 môn hoặc 15 môn chẳng có thay đổi gì cả. Thế bây giờ thứ hai là chúng ta có thể nhập xuất được danh sách. Thì danh sách lấy từ đâu ra? Thì mình có thể gõ vào bằng màn hình, hoặc là lấy từ một cái file vào, thì có mở cái file ra, đọc từ cái file ra, đúng không? Thì nhập xuất danh sách. Thứ ba là sau đó chúng ta sắp xếp phân loại tính điểm trung bình và xem là ông nào là giỏi nhất, ông nào giỏi nhì, ông nào giỏi ba, và sau đó thì kết quả được xuất ra một cái file, đúng không? Và chúng ta có thể chọn từng các chức năng một. Thế thì đây là một cái ví dụ. Thế bây giờ chúng ta, đấy, bài toán là như thế. Bây giờ bài toán sau khi phân tích chúng ta viết rất cụ thể, tóm lại phải danh sách sinh viên. Thế nếu như bài toán này mà chúng ta muốn quản lý sinh viên của một trường thì rõ ràng là lại phải có một cái cấu trúc dữ liệu khác, tức là có cái danh sách các lớp, đúng không? Trong mỗi lớp thì lại có danh sách sinh viên, xong rồi sinh viên lại có tên tuổi vân vân, thì nó phức tạp hơn một chút. Nhưng mà chúng ta mọi người có thể về nhà làm cái đấy, chúng ta làm cái đơn giản thôi. Thì bây giờ viết cái sơ đồ luồng, đúng không? Thì trước tiên là phải có biến và dữ liệu đã, đúng không? Biến, dữ liệu là sinh viên dùng. Thì chúng ta muốn khai báo cái cấu trúc dữ liệu sinh viên ấy, thì chúng ta dùng một cái biến gọi là struct, đúng không? Lần trước chúng ta dùng struct để mà mô tả một bộ ba số nguyên, thì bây giờ phải một cái cấu trúc nào đó mà có thể mô tả được là giới tính này, rồi điểm của các môn này, rồi ngày sinh tháng đẻ này, rồi vân vân, tên, đúng không? Thế sau đó thì chúng ta phải xây dựng các hàm để xử lý cái biến sinh viên này, dữ liệu sinh viên này. Xong sau đó thì bắt đầu chương trình main, là chúng ta khai báo dữ liệu, các loại dữ liệu ở trong main, đúng không? Thì rõ ràng như vừa rồi chúng ta bảo phải khai báo một cái mảng, các phần tử của mảng phải là sinh viên. Sau đó thì chúng ta nhập dữ liệu vào, đúng không? Phải đọc dữ liệu từ đâu vào, thì chúng ta đọc dữ liệu từ bàn phím vào. Xong sau đó thì chúng ta viết các dữ liệu ra file, xong rồi phân loại sinh viên, xong rồi tính điểm trung bình, xong và sắp xếp lại. Ví dụ có các chức năng là sắp xếp lại xem là ông nào số 1, số 2, số 3 gì đó. Ok, đấy, sơ đồ luồng là viết được như thế. Thì các em về làm lại và đọc thêm cho thật kỹ. Đây chỉ nói để cho mọi người hiểu cái ý tưởng để viết thôi, chứ còn không quan trọng chi tiết. Thế vì biến sinh viên thì là, đấy là phần 1 và phần 2, đúng không? Thì rõ ràng là trong cái block số 1, số 2 trong sơ đồ luồng ấy, thì dữ liệu sinh viên là gì? Chúng ta định nghĩa một cái dữ liệu tên là sinh viên, đúng không? Và có một cái có một chuỗi ký tự, một cái mảng tên là tên, gồm có 30 ký tự. Tất nhiên chúng ta có thể không làm dùng hết 30, có thể tên người ngắn kiểu Vũ Huy chẳng hạn, hay là Trần Dũng chẳng hạn là rất là ngắn, nhưng cũng có những người tên rất là dài, có 6-7 chữ chẳng hạn, Công Tằng Tôn Nữ Ngọc Trâm hay là gì đó, thì tên rất dài. Thì chúng ta biết là tên cùng lắm là dài đến 30 ký tự thôi. Thế còn muốn những tên ngắn thì phải chấm dứt như thế nào, thì chúng ta có một cái gọi là chấm dứt file, đúng không? Xuyệt n, tức là file nó đọc đến cái chấm dứt file ấy, nó biết là hết cái tên, đúng không? Cho nên dùng 30, nhưng mà chúng ta đặt cái chấm tức là cái điểm cuối của cái tên, thì đặt thêm xuyệt n vào thì là người ta đọc đến ký tự ấy thôi, nó sẽ đoạn sau không đọc nữa. Thứ hai là giới tính thì có 5 chữ, đúng không?
nam hay nữ, thì nam là có 4, nữ thì 2, đúng không? Nhưng bây giờ thì có nửa nam nửa nữ nữa, đúng không? Thì không biết là dùng mấy, nhưng mà có thể có dùng cái gay hoặc là lesbian thì tôi không biết, nhưng mà có thể dùng 5 được, đúng không? Thế thì xong sau đó thì có một số tuổi bao nhiêu, tuổi thì là một số nguyên rồi, đơn giản đó. Thì và có điểm, điểm này là điểm điểm trung bình, điểm toán, điểm lý, điểm hóa, DT, DL và DH. Xong sau đó thì là lấy điểm trung bình của cả ba môn ấy lại thì gọi DTB, điểm trung bình. Đầu tiên chúng ta viết bằng 0 cái đã, đúng không? Bắt đầu khởi tạo cái là bằng 0. Xong sau đó thì lấy trung bình của ba cái điểm kia. Thế xong rồi các hàm thì có hàm nhập, đúng không? Nhập tên rồi xuất, xuất rồi tính điểm trung bình, rồi sắp xếp, rồi xếp loại, rồi vân vân. Đấy là các cái hàm này chúng ta phải xây dựng các hàm để mà xử lý cái dữ liệu sinh viên này. Thì vì vậy là ở đây là cái số 1 và số 2. Tất nhiên các hàm nhập N rồi xuất các thứ là rất là phải làm rất là chi tiết, đúng không? Tức là làm cũng mất công chứ phải không? Tất nhiên là dễ nhưng mà rất mất công. Thế thì hàm nhập dữ liệu sinh viên đây. Nhập sinh viên thì là như chúng ta lần trước nói, chúng ta in lên màn hình, ra lệnh là nhập tên. Thế xong sau đó thì dùng cái hàm gọi là get s, đúng không? Như lúc chúng đây chúng ta nói, tại vì tên là một cái ký tự đọc được mà, thì chúng ta gõ là tên sinh viên tên vào, thế là chúng ta gõ cái gì cái thì nó ghi vào chỗ SV tên, đúng không? Xong sau đó lại trên màn hình lại in ra là nhập giới tính, thì là nó lại là get s SV giới tính, đúng không? Ghi luôn vào cái SV giới tính, xong rồi nhập tuổi, vân vân, cứ thế. Thì chúng ta biết là nhập một số nguyên thì là chỉ dùng scanf thôi, printf, scanf, đúng không? Printf là nhập điểm ba môn, thì lần lượt chúng ta nhập ba môn. Thế và sau đó thì tính giá trị trung bình và ghi vào giá trị đấy. Xong còn sau đó thì có những hàm như nhập sinh viên, rồi tất cả các hàm này, lần lượt làm tất cả các hàm đó. Đấy, xuất dữ liệu, rồi sắp xếp, ông nào hơn, ông nào kém, điểm trung bình hơn thì xếp cao hơn đó. Đúng không? Đây là điểm trung bình là tổng của ba cái chia ba ra. Thế thì sau đó thì có hàm là xếp loại sinh viên, là loại nào. Đấy, thế thì bắt đầu xuất dữ liệu ra file. Sau khi xong rồi thì tất cả những file này được ghi ra một cái file mở một, thì ở đây chúng ta thấy là mở một cái file, đúng không? Xong sau đó thì ghi từng các sinh viên vào. Thì vậy là chúng ta có một cái file chứa tất cả thông tin về sinh viên mà chúng ta đã nhập vào. Đấy, thì đấy là chương trình chính, nó chỉ rất là đơn giản thôi. Thì lại vẽ cái sơ đồ đồ cho chương trình chính. Thế và làm thôi. Đấy. Thế thì cái bài toán này là như vậy, và mọi người về có thể xem lại cái chương trình này để hiểu thêm cái cách tổ chức của một chương trình là như thế nào, đúng không? Thì đây có địa chỉ ấy, tôi sẽ gửi cho mọi người để mọi người đọc. Cái chương trình này rất là thú vị. Chương trình này là danh sách sinh viên. Thế bây giờ chúng ta sẽ nói một cách khác, tức là nói một cái vấn đề khác, tức là truyền. Trước kia chúng ta đã truyền dữ liệu là từ bên bàn phím vào chương trình, xong rồi truyền dữ liệu mà ra từ chương trình ra file. Có thể file là file nhị phân, hoặc là file là file đọc được, hoặc là có thể truyền ra màn hình. Thế thì bây giờ truyền dữ liệu là truyền màn hình, bàn phím, rồi là vân vân. Nhưng bây giờ là truyền cho các hàm. Thế thì có hai kiểu truyền, người ta gọi là truyền tham trị và truyền tham biến. Đấy. Thế thì nếu mà tức là chúng ta thấy là cái hàm, thí dụ như lúc nãy chúng ta thấy là có một cái hàm kiểm tra sinh viên, đúng không? Sinh viên này là có đúng là một sinh viên hay không, đúng không? Thì là chúng ta chỉ cần đưa cái biến sinh viên vào, xong rồi có cái hàm kiểm tra thì nó thực hiện kiểm tra. Nếu kiểm tra thế này tốt thì nó cho là 1, mà sinh viên này không đạt yêu cầu thì cho 0.
thì cái hàm kiểm tra ấy, thì sau khi kiểm tra xong thì sinh viên cũng chả thay đổi gì cả, đúng không? Nó chả làm gì, nó chỉ xem ông này có tốt hay không tốt thôi. Nó tốt thì cho một điểm, mà không tốt thì cho không điểm. Đấy thì đấy là hàm kiểm tra. Thì khi mà giá trị của biến mà truyền cho vào một cái hàm sinh viên nó không thay đổi thì nó chỉ dùng sinh viên làm giá trị đầu vào thôi, và để nó xử lý, và khi vào khi ra nó không thay đổi thì nó gọi là truyền, lúc bây giờ dùng là truyền tham trị. Đó. Thế còn nhưng mà nếu mà mình thay đổi cái giá trị của sinh viên, đúng không? Để vào đấy thì mình đổi tên chẳng hạn thế. Đổi tên của sinh viên hoặc đổi điểm của sinh viên, thì lúc bấy giờ khi mình truyền vào thì mình phải truyền tham biến, truyền tham chiếu, có nghĩa là mình truyền cái địa chỉ vào, để mà truyền địa chỉ vào thì xong, sau đó thì cái ô nhớ đấy thì mình tha hồ là thay đổi trong đó, thì khi mà truyền ngược trở ra thì cái giá trị ấy nó đã bị thay đổi rồi. Đấy, thì lúc bấy giờ mình phải truyền, gọi là truyền tham chiếu, rồi truyền cái địa chỉ vào để nó thay đổi. Thế còn vì vậy là có hai cách truyền, rồi truyền bằng, chúng ta thấy là cái hàm kiểm tra này thì là sinh viên là truyền, gọi truyền tham trị, tức là mình truyền cái biến vào, đúng không? Biến sinh viên. Còn cái kia thì mình phải truyền cái địa chỉ của cái biến sinh viên, truyền địa chỉ vào. Tức là khi mà mình muốn thay đổi cái giá trị ấy thì là mình truyền tham chiếu, còn mình không thay đổi thì dùng tham trị. Đấy là chỉ có quy tắc thế thôi. Tức là vậy là mình có thể truyền cho xong, dùng các biến mình có thể truyền cho các hàm mình dùng xong rồi mình sẽ lấy kết quả ra, đúng không? Thì đấy là quy tắc. Cái này quy tắc thôi, không sau này mình học nhiều mình sẽ nhớ là tại sao nó như thế, nhưng mà trước tiên là mình dùng đã. Đầu tiên mà mình cái gì mình học chi tiết ngay thì là mình sẽ bị rối loạn. Đến đây ai có câu hỏi gì không? Cái này rất là quan trọng, cho nên dừng lại một chút.